Xin xin chào quý anh chị và các bạn đang xem clip của em nhé. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm một cái mẫu xe Chevrolet Captiva nhé. Thì sau đây em sẽ test đi một đoạn đường để cho anh chị và các bạn cảm nhận được cái mẫu xe Chevrolet Captiva này. Một cái mẫu xe form dáng rất là to và khỏe và trường xe các bạn nhé. Mà giá rất hợp lý thôi. Với cái mẫu xe mà Captiva này. Đây, đồng hồ thì trên cái màn hình đồng hồ là không báo có lỗi gì nhá các bác nhá. Đấy. Không có báo túi khí hay là cá vàng gì đâu nhá. Vì cái rỗng, vì cái mẫu xe mà Captiva này thì thường hay báo là lỗi túi khí nhất, vì nó là cái dây cáp của nó, đôi khi nó bị kẹt là nó sẽ báo các bác nhá. Giá thì rất hợp lý thôi. Thì sau đây em sẽ vào cái đoạn đường thì để em quay chi tiết báo cho chị và các bạn xem. Một cái mẫu xe rất là to và trường. Chiếc này thì máy thì thầm đại chất luôn các bạn. Vâng, trước màn hình anh chị và các bạn, đây là một chiếc Chevrolet Captiva mà được sản xuất năm 2008 các bác nhé. Thì với cái mẫu xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 242 triệu đồng nhá anh chị và các bạn nhé. Trong đấy là đã bao giữ hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và các bạn mà muốn sở hữu cái mẫu xe mà 7 chỗ ngồi, form dáng rất là to, trường và đẹp thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nhé. Qua số điện thoại là 0975 567089 nhé các bạn nhé. Để được tư vấn trực tiếp cái mẫu xe Chevrolet Captiva này. Anh chị và các bạn mà xem clip của em lần đầu tiên mà quan tâm những dòng xe phân khúc từ 40 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng thì hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh, cái nút màu đỏ bên cạnh và bật nút chuông thông báo nha các bác nhé, để cập nhật những mẫu xe thường ngày bên em về. Thì với cái mẫu xe mà Chevrolet Captiva này thì 2008 thì đèn của nó vẫn là đèn đỏ các bác nhé, chưa phải là đèn trắng. Đấy. Nên anh chị và các bạn mua cái mẫu xe này thì về chúng ta sử dụng gia đình, hoặc là thứ bảy chủ nhật thì chúng ta có khách có khứa thì chúng ta vẫn gọi là chạy được một chút, gọi là kiếm thêm theo nhu cầu cuộc sống. Với cái mẫu xe Chevrolet Captiva này thì em cam kết cho anh chị và các bạn là xe không có đâm đục, không tê lạn, không ngập nước các bác nhé. Keo chỉ zin cả xe các bác nhé. Đấy, máy thì lỗ thầm thì luôn. Đây, em vẫn đang để lỗ máy các bạn ạ. Vẫn đang để lỗ máy các bạn nhé. Máy lỗ thầm thì các bạn nhé. Máy lỗ thầm thì luôn. Đấy. Máy lỗ thầm thì luôn các bạn nhé. Không có khói xanh hay là khói trắng gì các bạn nhé. Đấy. Có gọi hơi khói mây mây một chút. Với cái mẫu xe này thì form dáng của nó rất là to, đẹp. Đấy. Đi rất là êm và sướng. Đây các bạn nhìn nhé, form dáng nó rất là căng, căng phòng nha các bạn nhé, căng đét luôn. 242 triệu đồng là trong đấy là có cả phí rút hồ sơ cho chị và các bạn trên toàn quốc rồi. Đấy, nên là chị và các bạn mua xe bên em thì yên tâm, vấn đề thủ tục an ninh. Nếu mà trường hợp xe không rút hồ sơ thì được, thì bên em lại nhận xe lại 100% và hoàn tiền cho chị và các bạn. Nên là chị và các bạn mà mua xe bên em thì vấn đề an ninh là tuyệt đối hàng đầu các bác nhé. Còn về xe thì lỗi đến đâu thì em sẽ tả cho chị và các bạn đến đấy. Đấy. Chiếc này thì không một lỗi gì các bác nhé. Thì cái điều đầu tiên là anh chị nhìn thấy không? Gương này là vẫn xịn theo xe.
cương này là vẫn zin nhất, thao xe từ năm 2008. Đấy. Xe thì không có từ đâm đụng tai nạn nha các bác nhé. Đây, keo chỉ của nó đây các bác này. Nếu mà keo chỉ của nó rụng thì thường bao giờ nó rụng ở dưới này trước. Đấy, nó mọt nó sẽ rụng dưới này trước các bác nhé. Cái cánh cửa này này là em đang đi đặt cái khóa này của nó, cái khóa này nó đang bị hỏng các bác nhé. Em đang đặt cái khóa này, đâm ra nó đang bị hỏng các bác này. Đấy, xe là không có mọt gì các bác nhé. Giá thì rất hợp lý thôi, 242 triệu. Đây, các bác nhìn nhá, ốc 7 màu nhá, à, các bác nhá, ốc màu nhá, ở cánh cửa nhá, đây. Ghế da thì là vẫn ghế da xịn theo xe, bạc theo thời gian nhá các bác nhá, bạc theo thời gian. Đấy, ghế da xịn theo xe. Vô lăng này các bác này, vô lăng này em vẫn đang để lỗ máy. Đấy nên là rất là nhẹ nhàng, riêng dòng Captiva này thì rất nhẹ nhàng các bác nhá. À, gương kính chỉnh điện đây, tổng lưng tổng coi như là chỉnh gương thôi nhé. Đấy, gương cục xòe các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn. Đấy, tự lốp cục xòe vào. Và ghế thì ghế là ghế điện nha anh chị và các bạn nhé, ghế điện đây, lùi vào và tiến ra các bác nhá, ngả lưng. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Và đây là cái cánh cửa đằng sau các bác nhé, cái bìa sau. Đấy, đi đây các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ của nó đây, vẫn là keo chỉ nha mọi người, xịn theo xe luôn. Đấy, xe này là nói từ không đâm đụng các bác nhá. Ốc khóa này các bác nhá. Và đây là hàng ghế thứ 5 các bác này. Đấy, nó chỉ bạc theo thời gian thôi các bác nhá. Riêng dòng Captiva thì đồ da của nó rất là yếu các bạn. Đấy, rất là yếu. Đây, trần nó này, trần đây. Đấy, 242 triệu đồng thôi. La răng đúc các bạn này, rất là to khỏe nhá. Vành nhà bét 4 bánh nhá các bạn nhá. Vành nhà bét 4 bánh. Đấy. Vành nhà bét 4 bánh các bạn. Đấy. Giá thì chiếc này thì em thấy là rất hợp lý cho chị và các bạn. Và cái kính này, này vẫn là kính xịn nhá các bạn nhá. Xịn theo xe. Đây là ghế của nó, là hàng ghế thường thì dòng này người ta hay đi chở hàng xong. Qua đây các bác này, đây là hàng ghế của nó này. Đấy, giá tiền rất hợp lý thôi. Đinh tán cột kèo xong các nhá. Không có từ đâm đụng các bác nhá. Và những cái chữ này của năm 2018 đến giờ vẫn còn nguyên bản thôi các bác nhá. Đây, các bác nhìn form dáng của nó này. Đây, form dáng của nó đây. Căng phòng luôn các bác nhá, căng đét luôn. Đây, từ những cái đèn nhỏ nhất. Và toàn bộ cái đèn này của nó các bác này, không bị dập vỡ gì đâu nhá. Đấy, không bị dập vỡ gì. Đấy, em quay rất là chi tiết và tỉ mỉ, rất là kỹ cho chị và các bạn có thể chốt chiếc xe này được. Qua điện thoại với em nhé, qua nhìn nhé. Đây, rất là tỉ mỉ luôn. Cái cam này thì em không biết là nó còn hoạt động hay không, nhưng mà đây là hiện tại nó có cam đùi các bạn. Đây, các bạn nhìn form dáng của nó, form dáng của nó này. Đấy, còn rất là căng, căng và mỏng các bạn nhé. Giá tiền rất là mỹ thôi. Và đây là keo chỉ của nó các bạn này. Đấy, xịn theo xe các bác nhé. Đấy, xịn theo xe. Đây, không khóa đây các bác này. Đây các bác nhé. Máy thì lỗ thầm thì luôn các bác nhé.
Đây là điều hòa auto các bạn này, điều hòa tự động các bạn nhé, điều hòa tự động này, auto này, đấy, túi khí đây các bạn nhé, đấy, xe được trang bị hai túi khí các bạn nhé. Máy trước này thì lỗ thầm thì luôn các bạn, máy lỗ thầm thì luôn. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Captiva các bạn này. Đấy. Đây. Em vẫn đang để lỗ máy các bạn nhé. Đây. Đây. Vẫn lỗ các bạn ạ. Máy lỗ thầm thì luôn. Anh chị và các bạn mà muốn xem xe trực tiếp cái mẫu xe mà Chevrolet Captiva này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0975 567089, hoặc là một số nữa là 0962 567089 nhé các bạn nhé, để được tư vấn trực tiếp cái mẫu xe Chevrolet Captiva này. Và sau đây em sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video lần sau. Vâng, em chào các bác nhé.